màu áo trắng tinh khôi khoác lên, bao bạn trẻ háo hức niềm vui gặp bè bạn cô thầy. Chúc bạn luôn học giỏi với may mắn nha. Cảm ơn các con, gia đình ông Năm đã quay trở lại đây và đã hỗ trợ cho bạn Triệu Phú. Một tràng pháo tay dành cho tất cả các thành viên nhỏ của gia đình ông Năm Hữu Quốc. Rồi, cảm ơn các con nha. Và cảm ơn vũ đoàn Chuông Gió cũng đã hỗ trợ cho tiết mục này. Còn nhớ cậu bé này ở cái tuần trước khi mà hát á, nghệ sĩ Thời Mỹ ngồi dưới là không thể nào cầm được nước mắt, bởi giọng hát của con đã chuyển tải được rất nhiều những cảm xúc trong cái bài hát này. Hôm nay thì không biết rằng cô Thanh Hằng thấy rằng Triệu Phú có trưởng thành hơn trong giọng hát, trong cách ca diễn hay không? Mời cô. Cái lời nói đầu tiên á, thì Thanh Hằng cũng xin bắt đền ông Năm á. Tại vì mấy tuần trước á, là những cái tiết mục của ông Năm đã xoáy vào tim của ban giám khảo chúng tôi. Tôi nó không cầm được nước mắt mà luôn cả khán giả nữa. Không phải nói là mở cả lương ra là khóc, không phải vậy. Nhưng mà cái tiếng đàn giọng cổ nó giống như là hồn thiên sông núi. Cho nên khi mà nghe rao cái tiếng đàn lên là mình dù cho không có muốn khóc cũng không có kềm lòng lại được. Nhưng mà lần này là tôi cố gắng tôi đeo cái kiếm này vô để tôi không khóc nè. Không có khóc. Nhưng mà
ông Năm đã làm cho tôi muốn khóc đó, muốn rơm rớm nước mắt, là tại vì cái đội của ông nó đoàn kết với nhau quá. Bây giờ con đã trưởng thành thêm một bước nữa. Cái câu vô giọng cổ khi nãy có lẽ là con hơi bị áp lực nhiều cho nên con vô giọng cổ nó hơi bị yếu chút xíu thôi. Nhưng mà khi cái câu 2 thì con ca rất rất là ngọt, hai cái hò con xuống rất là ngọt. Một lần nữa thì xin cũng cảm ơn ông Năm đã cho một cái tiết mục rất là nhẹ nhẹ cho tuần này nhưng mà rất là đầy đủ ý nghĩa. Một lần nữa cô xin chúc mừng con. Cảm ơn giám khảo Thanh Hà. Xin mời giám khảo Hoài Linh. Ở Phú thì có giọng hát, có nhịp nhàng, con ăn tốt. Theo Linh nghĩ đây là nói để chia sẻ với lại Hữu Quốc là đối với Phú thì về cái phần diễn xuất với cái bàn tay phù thủy của ông Năm của con thì chú nghĩ nếu mà con bước vào những vòng kế tiếp con sẽ có những cái điều rất là bất ngờ cho khán giả, chú tin chắc là như vậy. Và lần nữa chú chúc mừng Triệu Phú. Và bổ sung một ý nhỏ thôi, trong cái phần tiết mục vừa rồi mặc dầu rất là đông người thì ở đây rất là khen ngợi huấn luyện viên Hữu Quốc, khi lên giọng cổ xuống hò thì tất cả mọi hoạt động của mọi người bỗng nhiên dừng lại hết để tập trung toàn bộ sự chú ý vô nhân vật chính, và điều đó nó làm không bị thừa, chứ nếu mà đang hoạt động mà vô giọng cổ thì có lẽ nó sẽ là kém hiệu quả hơn cho thí sinh của chúng ta. Xin được chúc mừng cho tiết mục vừa rồi. Cảm ơn giám khảo Thanh Bạch. Thí sinh tiếp theo sẽ mang đến cho chúng ta những tràng cười sảng khoái bởi cái sự ngộ nghĩnh, thông minh, đáng yêu và cực kỳ duyên dáng bé Cutin. Father là cô giáo, buồn ngủ quá.
mà nghe không? Lỡ như mẹ kêu mình học thêm môn tiếng Việt nữa là sao? Thôi khỏi nghe đi. Nhưng mà lỡ như có ai kiếm mình có chuyện gì quan trọng thì sao? Hay nghe đại đi. Alo, chị Mai hả? Chị Mai kiếm em có chuyện gì không? Hả? Ngày mai chị được ba mẹ chở đi chơi hả? Chị được tới vùng sâu vùng xa thăm các bạn nhỏ khó khăn luôn hả? Nghe vui quá, thích quá chị ơi. Nhớ chụp hình và up lên Facebook và tag tên em lên luôn nha. Fanpage của team của em nhiều các cô chú thích em lắm đó. Em hả? Hà này, em không có được đi chơi. Mẹ em đăng ký cho em học nhiều lớp lắm. Ngày mai là em phải đi học rồi. Thôi, bye bye chị nha. Tân ơi, mùa hè là mùa để cho em vui chơi. Mà sao chị Mai có hai được đi chơi hè mà mình lại phải đi học thêm? Ước gì mình cũng được như chị Mai. Mẹ ơi, con không muốn mẹ buồn đâu. Con vẫn ngoan, con vẫn nghe lời mẹ. Nhưng mà con chỉ muốn được nghỉ hè giống chị Mai thôi à. Con muốn được vui chơi, học hát, học múa, học diễn kịch ở ngôi nhà tuổi thơ. Học mà chơi, chơi mà học, được không mẹ? Alo, alo, con nghe nè mẹ. Hả? Bây giờ con phải học thêm môn tiếng Thái nữa hả? Tiếng Thái con thuộc đó, để con đọc cho mẹ nghe nha. A qua đi sạp. Mẹ nói cái gì? Mẹ chỉ đùa thôi hả? Mẹ cho con đi chơi hè với chị Mai hả? Yeah yeah, quang hồ. Yeah quang hồ. Yeah yeah, quang hồ. Yeah yeah, quang hồ. Các bạn đã là hết. Trời ơi, hung gió nữa kìa. Cô Tiên đến đây. Nãy giờ hung gió xa quá, thôi giờ hung gần, hung chú một cái thì được không? Trời ơi, cảm ơn con nha, hung cái tôi muốn nám mặt luôn á. Hung mạnh quá trời luôn, dễ thương quá đi. Đây là một hồi bỏ xuống cho nó bớt đi con nha. Đó. Đây là một cái câu chuyện mà chắc có lẽ là cũng nói lên cái ước mơ của các bé. Học quá nhiều, áp lực căng thẳng, cũng muốn là sống trọn vẹn như ngày hè đúng với tuổi thơ của mình, được đi chơi như tất cả mọi người. Không biết Gia Bảo ơi, hôm nay khi em tập cho các bé trong đội của mình á, mà hầu như toàn là những tiết mục độc diễn không à, em phải làm sao để cho các bé có thể thuộc hết những cái lời thoại dài như vậy? À, dạ, thực ra đây là một cái điều cũng rất là khó. Tại vì thường thì các bé là đương nhiên thí dụ diễn mà mình có cái người bạn để phối hợp đó thì nó rất là dễ, mà tại vì muốn cho các bé nó đọc diễn một mình như vậy cho nó lạ. Thật ra đọc diễn như vậy so với những nghệ sĩ kịch nói cũng là một điều rất là khó khăn, mà các bé thì chưa có học qua một cái trường lớp nào hết, chưa có biết một cái đơn nguyên nào hết, nhưng mà mình dẫn cho các bé cái đơn nguyên tưởng tượng đó. Thì cái anh Putin này thì ảnh có rất là nhiều trò, và bên cạnh đó lúc mà tập cho ảnh một mình ảnh rất là khó, tại ảnh ham chơi lắm đó. Ảnh cứ đang tập cái anh quên, cái anh gãi đầu đó, không có chịu tập trung mà tập bài đó, cho nên rất là hay quên đó. Nhưng mà hôm nay là Putin lại nhớ bài rất là kỹ. Thì mà có một cái sai đó là cái cặp nó vô là bỏ ra và quên gỡ cái cặp ra, đeo như vậy hoài làm cho các cô chú cảm giác rất là lo cho con, sợ con bị nặng quá nó gịch con lại. Nhưng mà hên là con có cái bụng, con gỡ là con gịch ngược lại. Đó là cái hay của con. Bây giờ mình nghe mấy cô chú nha, xin mời chú Hoài Linh trước ạ. Đối với cô Tin thì những cái câu mà hài hước đồ này nọ thì cậu ấy sử dụng là rất là đúng lúc và rất là có duyên. Tuy nhiên là chú muốn nhìn thấy cô Tin càng lúc càng phải trưởng thành hơn. Cái này á, nó còn hơi giống như là bị thuộc bài để lên đọc vậy đó. Cho nên là con phải ráng cố gắng tập diễn một chút theo cái cảm xúc của từng cái câu nói. Nghe con? Dạ. Yeah. Rồi, cảm ơn con. Cảm ơn chú Hoài Linh. Biết chăng con bị gì không? Bị gì con? Dạ, con bị súng rồi. À, bị súng rồi. Ủa, nó có dính dáng gì tới cái chuyện mà con diễn bữa nay không? Nó có ảnh hưởng gì tới con không? Hay là răng con súng con nói gió lùa vô con đau bụng? Con cũng không biết. Không biết nữa à, tự nhiên thích nói khoe là con súng răng vậy đó. Con ăn kẹo quá đó. Rồi, con ăn kẹo quá, bớt ăn kẹo lại đi nghe. Mình cũng cái bụng bự lắm rồi, bớt ăn kẹo lại nha. Còn bây giờ thì xin mời ý kiến từ chú Thanh Bạch ạ.
Có thể nói cái đề tài châm biếm đối với người lớn cũng khó rồi nữa. Thì ở đây, ở cái kịch bản này thật ra không đơn giản. Nếu như kém một chút xíu duyên thì nó trở nên cứng nhắc và rất là giáo điều. Bởi vì tất cả cái vấn đề nêu lên thì mọi người đều biết. Nhưng ở đây thông qua diễn viên Putin của chúng ta thì nó quá duyên dáng và bé biết những cái điểm mà giống như người chuyên nghiệp ấy, những cái điểm nhấn quan trọng thì bé làm được. Dạ, xin cảm ơn các vị giám khảo. Yến Trang cùng với học trò cưng Quang Hiểu sẽ mang đến tiết mục như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi. Tới rồi đó con. Nè, nghe ba dặn nè, cố gắng lên nha con. Ba hãnh diện vì con lắm. Nè, qua thưa bà nội đi rồi đi thi nghe. Nội, cháu nội của nội nè, kỳ này đi thi, ráng thi cho giỏi nghe không con. Ủa chú ba. Hiểu con, ba con chào bác, chào anh hai. Ừ. Trời ơi, hôm bữa lên TV mặc bộ đồ vét sói ca gần chết. Trời ơi, rồi hôm nay mặc áo dài đâu đó, có in cái gì. Trời ơi, ông ơi, anh bánh nhà rồng luôn ông ơi, đẹp quá. Rồi đi lên Sài Gòn thi đó phải không? Chú nói nhiều quá. Bị gì tôi hâm mộ nó. Rồi, bây giờ hát cho chú ba, chị ba với lại bà nội nghe thử coi. Hát đi con. Quê hương là con diều biển, con đò nhỏ êm đềm cua nước ven sông. Quê hương là cọng tre nhỏ, mẹ về non lá nghìn tre. Quê hương là đêm trăng tỏ, hoa câu rụng trắng ngoài đê. Là mây theo làn gió tôi bay ngắm trời.
một phần trình diễn tuyệt vời. Một tràng vỗ tay thật to thưa quý vị. Hôm nay thì không chỉ là Quang Hiểu làm mọi người bất ngờ mà ngay cả cô giáo Yến Trang cũng như thế. Trang đứng ở phía sau hỗ trợ cho Hiểu không hát cùng với con, nhưng mà Trang múa rồi sau đó là cùng với học trò của mình thực hiện cái màn đu dây bay rất là mạo hiểm. Nó tạo một cái cảm xúc rất là đặc biệt. Cảm thấy xúc động vô cùng với hình ảnh đó. Một lần nữa cảm ơn Yến Trang đã hỗ trợ cho học trò cưng của mình trong tiết mục này. Cô rất là thích cái đoạn mà con lên tông. Đoạn đó rất là khó con ạ. Bởi vì không phải lên từ đoạn này chuyển acco để qua một cái đoạn mới, mà là chuyển bên trong cái đoạn đó luôn. Chuyển mới có hai câu con, còn hai câu sau là chuyển luôn. Cho nên cái hợp âm nó rất là khó nghe. Nhất là khi mà âm nhạc lên cao trào mà con đã nghe được, thì cô cảm nhận được tụi con đã học hỏi được rất là nhiều điều từ chính cuộc thi này. Cho nên đó là cái điều cô rất là mừng. Và cái sự nỗ lực của cả hai cô trò đưa tới một cái tiết mục nó hoành tráng như vậy. Cảm ơn cô Đoan Trang. Ngày hôm nay mới thực sự là chú nhìn thấy là tình thầy trò ở trong cái bài hát này. Tức là chú nhìn thấy nó thể hiện qua cái cách diễn của cô Trang và con. Bữa nay có bắt đầu lộ vẻ xoái ca ra rồi đó. Hơi sexy một chút khi cô Trang ôm một cái nó dẹn nguyên cái áo ra, thấy nguyên cái giếng. Chú gửi con 10 điểm. 10 điểm từ giám khảo Hoài Linh. Mời giám khảo Thanh Hằng. Cô xin gửi con 10 điểm. 10 điểm. 2 điểm 10 từ hai vị giám khảo rồi. Còn 2 điểm số của hai vị giám khảo còn lại chúng ta sẽ biết sau, Hiểu nha. Tiết mục Thánh Giống. Chào ban giám khảo, quý vị khán giả và tất cả các bạn. Lời đầu tiên cho con được gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và hạnh phúc. Con tên là Hồng Ân, đến với chương trình Thử Tài Siêu Nhí mùa 1 năm 2016 này. Con xin gửi đến quý vị một ca khúc được mang tên Chú Voi Con Ở Bản Đôn của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Voi ơi, voi ơi, voi ơi, voi ơi. Ở bản đôn chưa có nhà nên con trẻ con từ rừng già đến với người vẫn ham ăn và lại ham chơi. Dễ thương quá phải không quý vị? Chú voi con này màu sắc quá, lấp lánh quá mà rất là đáng yêu. Mời cô Thanh Hằng. Cô Thanh Hằng ơi, nhận xét cho bé nha. Quá đi à, tự tin hơn cái tuổi luôn nữa đó. Vậy đó. Vậy đó, đơn giản vậy thôi nha cô. Đơn giản vậy thôi. Cô thích quá rồi phải không cô? Quá thích rồi, chịu lắm rồi. Dạ, không biết cô Đoan Trang có chịu không nha. Cái hơi nó mạnh. Đối với bản thân cô là chắc chắn con sẽ được vào vòng trong để mà con đọ sức với các bạn. Bởi vì con á, cái bài của con có một cái điểm rất rất là gây ấn tượng là có một đoạn lên tông mà con nhảy thẳng lên trên cái tông đó luôn và con bám được trên cái nốt đó, trên cái tông đó một cách chuẩn xác và vẫn đi về chủ âm của cái nốt cuối cùng của bài. Cho nên cảm ơn con, chúc mừng. Con cảm ơn con. Dạ, các vị giám khảo quyết định thế nào? Mời cô Thanh Thằng trước luôn. Cô đồng ý. Cô đồng ý, cô Đoan Trang. Yes. Cô đồng ý, chú Hoài Linh. Đáng lý ra đó là chú không có đồng ý đâu. Tuy nhiên là nhờ mấy cái của con cho ông thôi là con đi xa lắm rồi đó nha.
Thôi chú cho con một cơ hội. Chú đồng ý. Chú đồng ý. Như vậy là con có tới 3 sự đồng ý của các vị giám khảo. Chúc mừng con. Về với đội của thầy Gia Bảo nào. Trời ơi, thầy trò giống nhau quá. Chú Thanh Bạch quyết định như thế nào với bé Hoàng Hải ạ? Chú đồng ý cho con đi tiếp. Con cần về để tập thêm, cho nên chú không đồng ý. Có thể là ráng về học thêm đi, cô không đồng ý. Và cô Đoan Trang. Trời wow. Ơi. Gà lăng chưa? Gà cô lăng. Trang điêu đứng chưa? Cô muốn cho con cơ hội, tại cô thích cái cách mà con còn nhỏ nhưng mà con hát cái nốt nít rất là chuẩn xác, cho nên cô đồng ý. Cô Đoan Trang đồng ý. Như vậy là con nhận được 2 sự đồng ý của ban giám khảo. Rồi bây giờ con giác súng con vô trong phòng chờ nha. Hy vọng rằng cuối cùng chú và bà sẽ chọn con. Một trong các tay dành cho bé Hoàng Hải. Cô chú giám khảo nhận xét như thế nào ạ? À? Mời cô Đoan Trang. Con hát rất là sáng, rất là chững chạc, cho nên cô nghĩ là con rất là nhiều cái cơ hội để vào vòng trong. Cô Đoan Trang đã lựa chọn con. Cảm ơn cô Đoan Trang. Mời cô Thanh Hằng. Cô đồng ý. Cô Hằng cũng đồng ý chọn con. Và chú Hoài Linh thì sao ạ? À? Trong cái bài hát của con thể hiện, nó có được cái tình cảm của người con dành cho cha mình. Dạ, và cảm ơn chú. Về cái phần trang phục đồ này nọ, con cũng rất là chỉnh chu. Ok la. Cảm ơn chú Hoài Linh. Con là một cô bé duy nhất của đời cô hiện tại. Hàng hiếm đó con. Hàng hiếm, cô sẽ làm cho hiếm hơn nữa. Trời ơi, cô tính làm cái gì vậy cô Trang? Okay. Cô tính làm cái gì hiếm hơn nữa? Bây giờ ơi, hiếm rồi mà cô làm hiếm hơn nữa là mất cô luôn tính á. Giếm nó luôn á. Ý của cô Trang không phải là như vậy. Tức là cô sẽ làm cho con ngày càng tỏa sáng hơn nữa. Mặc dù con có đứng im hay con có chuyển động hay không. Ok, con có hứa với cô hay không? Có cố gắng những gì cô đề ra hay không? Dạ hứa. Ok, chúng ta đọc tay hứa nào. Yeah. Chúc mừng chào cô giáo giám khảo Yến Trang con. Okay. Đã nhận về cho mình một chàng trai rất là đẹp trai mà hay. Mỗi mùa rừng rèn nghe tôi
hôm nay thì con hát cái bài này chú lại thấy nó bắt đầu nó thoải mái hơn. Hả? Thì cứ tiếp tục thoải mái như thế con nha. Cái bài này nó chưa có tạo điều kiện cho con thể hiện hết cái vẻ đẹp của giọng hát của con. Trong cái bài hát này, cái tốc độ của nó hình như làm cho con không đủ cái cơ hội để con diễn tả cho nó đẹp hơn, cho nó sâu lắng hơn. Thì cái điều này thật là khó cho chú, để chú suy nghĩ một chút. Cô hy vọng là lần sau nếu mà cô được quay trở lại Thử Tài Siêu Nhí, cô được gặp con lại nha. À, dạ. Vậy thì mời cô Thanh Hằng, cho quyết định của mình ngay ạ. À, cô thì rất tiếc, cô xin lỗi con. À, cô không có đồng ý. Cô Thanh Hằng chưa đồng ý. Chú Hoài Linh. Tôi nói rồi, cháu có cái sự thể hiện nó khác hơn lần trước. Tôi thấy có tiến bộ, tôi đồng ý. Giám khảo Hoài Linh đồng ý, chúc mừng con. Và chú Thanh Bạch, chú suy nghĩ xong chưa ạ? Chú Thanh Bạch suy nghĩ xong rồi. Vậy thì kết quả như thế nào? Kết quả chú đồng ý. Chú đồng ý, chúc mừng con. Vậy thì chúng ta sẽ chờ đợi xem một lát nữa thầy giáo Hữu Quốc có lựa chọn mình hay không nha. Nào, cảm ơn con với phần trình diễn vừa rồi. Không biết hôm nay là cái ngày gì mà buôn bán á ẩm như vậy ta? Từ sáng tới giờ lau hết cái bàn này cho đến cái bàn nọ mà không có khách nào vô quán uống nước hết trơn hết trời. Ra cũng có một người vô hỏi không uống cũng được để nó có không khí sơn tụ, chứ có đâu nhìn qua nhìn lại chỉ có mình tôi thôi à. Quán thì đâu buồn heo à. Thậm chí còn rùi bay ngang qua cũng không có nữa. Chủ quán ơi, chủ quán. Cũng có cà phê sữa đá hả? Trà sữa trân châu hả? Cũng không có trà sữa trân châu. Uống cái khác được không? Ây ê ê ê, cây vậy do hỏi ra đã bỏ đây là sao? Cây cục đã bắn á mà gặp chuyện gì đâu không à? Bật mình nè, mày mở mắt nghe. Chúng mạnh rồi, hát nước ngoài. Qua đó ăn phở thì chắc chắn sẽ kêu nó ở đây. Chúng mắng rồi, chúng mắng rồi, chúng mắng rồi. À, here we go. Điện thoại rung. À, cô sáu chắc là kêu nước đây. Alo, cô Sáu quán phở đó hả? Một ly cà phê đen cho khách đó hả? Khách nước ngoài phải không? Mình lấy giá phải chăng thôi. Bình thường một ly cà phê đen 15.000, kỳ này bán cho khách nước ngoài 150 nha cô Sáu. Cái gì? Mắt đâu mắt? Khách nước ngoài nhiều tiền lắm, mình phải biết tận dụng thời cơ chứ. Thôi, em muốn bán gì em bán. Kệ em. Được rồi, rồi em mang qua liền. Chỉ còn một khách thôi là mình sống khỏe cả ngày.
đi hết rồi kìa bà. Đứng hát hoài. Chừng nào tới thì tới. Trời ơi, bán mà nó dữ quá. Here a coffee, please. Oh, thank you. Coffee Việt Nam, will be fine. Thank you. $150,000 Việt Nam đồng. Nghe du. Em gì nghe cô sao? $150,000 lần đó. Thôi khỏe rồi. Thôi bây giờ ngồi đọc báo thôi. Coi có tin gì mới không? Vấn nạn chặt chém khách du lịch nước ngoài ở các hàng quán Việt Nam bán cho khách ly nước mắc gấp chục lần với giá bình thường. Ủa? Sao giống nói mình vậy ta? Mình bán vậy có mắc quá không ta? Bình thường một ly cà phê đen 15.000, kỳ này bán cho khách nước cho khách du lịch tới 150.000. Vậy ông có biết mình bán mắc không ta? Lỡ người ta biết mình bán mắc không quay trở lại nữa rồi sao? Hiểu rồi, hiểu tại sao quán mình bán ế rồi. Cô Sáu ơi, cô Sáu, ông khách nước ngoài còn ở đó không? Còn hả cô Sáu? May quá. Vậy cô Sáu lấy 15.000 thôi nha. Cái gì? Sao rẻ quá hả? Thôi, mình đừng có bán mắt người ta quá. Lỡ người ta biết, người ta không quay trở lại nữa đâu. Lúc đó, mình đâu có ai để bán, mà còn làm ảnh hưởng đến đất nước của mình nữa. Như vậy, nó không có hay đâu. Thôi, cứ lấy 15.000 giùm em đi nha cô Sáu. Cũng may là mình kịp thời hiểu ra, không làm ảnh hưởng xấu về cách nhìn của khách du lịch khi đến thăm đất nước Việt Nam này. Ly cà phê muốn nói, nói cùng em câu gì? Ly cà phê muốn ha, ha cùng em bài gì? Hai, tôi yêu người Việt Nam này, cả chồng con ha. Bán cà phê đi cô ơi. Trời ơi khách đông quá nườm nượp luôn kìa. Quá trời khách đông. Bà lo đứng hát không hết rồi nè. Rồi đi về đi về chứ. Ủa mấy cô chú khách vô mua rồi không trả tiền hả? Không bà phí mà là mày miễn phí. Chuột lại lỗi lầm. Thôi kệ ha. Miễn phí cho mấy người đó ăn bữa đi con nha. Dễ thương quá cô gái bán cà phê của chúng ta Hồng Ân. Con thích cái vai diễn này không? Dạ thích. Thích chỗ nào nhất? Cảm thích nhất là vũ điệu cầm chiên. Bài diễn kịch mà bác khoái nhảy nhất vậy đó hả? Chú là chú khoái nhất cái chỗ mà con leo lên cái ghế con ngồi đó, leo ngồi lại mọi người coi coi. Nó sắn cái giò lên sao nè. Đó. Ngồi coi. Cái ghét gì đâu là ghét vậy đó hả? Rồi, dễ thương lắm con. Bây giờ mình nghe cô chú giám khảo nói nè. Dạ xin mời chú Hoài Linh ạ.
cái tiểu phẩm này nó có một cái ý nghĩa rất là dễ thương và cái phần dàn dựng của con khá là tốt. Tuy nhiên có nhiều cái điểm mà đây chú không có nói con mà chú nói cái người mà trực tiếp hướng dẫn cho con. Cái thứ nhất là cái hành động nó còn nhiều cái rất là con nít, ví dụ như đưa tay lên hổng có khát này nọ, nhiều cái đó nó rất là hợp với cái tuổi của các cháu, nhưng mà khi đã quy định là một cái cô chủ quán rồi thì chúng ta nên bớt những cái đó đi. Cái dáng ngồi của con là tốt rồi nè ha, chỉ có bỏ những cái gì mà nó con nít quá khi quy định vai con là một cô chủ quán. Cái thứ hai là phải để ý là con đang xài điện thoại là điện thoại bấm bằng bàn phím mà con đi quẹt ngang như vậy là bậy rồi nha con. Con cứ tưởng con đang xài smartphone. Đây cái điện thoại của con đây chú Linh. Đó mà con quẹt ngang là thấy bậy bậy rồi. Tại tưởng chú... dồn sai giám khảo không thấy. Chú khen con cái này nè, tức là con diễn không có người hỗ trợ mà con diễn cái đoạn mà nhìn theo khách đi vô cái quán của phở của bà Sáu đó. À, con làm rất là dễ thương và rất là tốt. Nói chung là con rất là tự tin khi con diễn cái tiểu phẩm này. Còn một cái chuyện nữa là khi con nói con đọc báo là con phải cầm tờ báo, con đọc báo mà con cầm cuốn tập là sai rồi, hiểu không? Chú Linh ơi, chắc con nhỏ quá con không phân biệt được cái nào là tờ báo, cái nào là cuốn tập. Nếu như vậy thì đừng để cuốn tập ở trên bàn, dạ. Đó là cái phần dàn dựng. Không, cho con nói cái này là lúc tập. Trời, cái gì vậy? Báo. Cái gì như xè ra thành giờ 6 con mắt rồi. Mẹ nhớ có 4 xè ra như cái bông vậy. Đó, có nghĩa là tờ báo, bình thường tập là coi tờ báo, còn cái vụ cái tay đưa lên là cũng nói bớt rồi. Rồi cuối cùng ra diễn rồi y chang vậy, để cho thầy hiệu trưởng la tôi, thấy chưa? Thật sự ra thì chú con không có đòi hỏi con là phải làm dữ dằn hơn, bởi vì cái tuổi của mình nó ở cái mức này thôi thì như thế là vừa đủ. Cảm ơn con rất là nhiều. Cảm ơn giám khảo Hoài Linh. Thưa quý vị, với một người diễn viên chuyên nghiệp khi đứng trên sân khấu á, thì những cái lớp mà độc diễn một mình như thế này á, nó cũng rất là nặng. Đòi hỏi người diễn viên đó cũng phải có cái bản lĩnh sân khấu rất là lớn mới có thể một mình diễn tả được biết bao nhiêu câu chuyện đang diễn ra xung quanh mình. Ở đây bé Hồng Mân có 4 tuổi thôi mà con một mình con diễn một cái tiểu phẩm dài như vậy, nhớ biết bao nhiêu lời như vậy đã là đáng khen lắm rồi. Và bây giờ thì mình nghe lời nhận xét của chú Thanh Bạch. Chủ đề này nếu lứa tuổi lớn hơn hoặc diễn viên người lớn trưởng thành mà diễn á, nó sẽ không có tính thuyết phục và đáng yêu như con ở lứa tuổi này mà con làm được. Con truyền đạt được cái thông điệp mà làm cả khán phòng phải òa vỡ vì con nhỏ quá mà con làm như thế, con chính là siêu nhí. Cảm ơn giám khảo Thanh Bạch. Có con sông chảy quanh nào ta hát
sự vàng. Nào ta hát khúc hát Việt Nam, con cháu dòng tiền, con cháu lạc hồng, tự hào hai tiếng Việt Nam. Dù vẫn nồng say với dòng máu quê hương tươi hồng muôn sắc thắm, dòng máu quê hương từ những ngày mở cõi cho đến hôm nay, người người chung tay ra sức xây đời. Hội ngộ kết chặt ân tình để mối lương duyên, con cháu ra đời gây dựng tương lai, kẻ chốn rừng sâu người miền biên thầm. Đất mẹ muôn đời chung lòng gìn giữ, cùng siết chặt tay báo về sơn hà. Ra đi xa giang quê hiền trông theo chốn biên cương, ngày đêm vững lòng vì quê hương núi sông đang cần. Trong gian gian gọi mời những niềm tin quê hương mình cánh chim trao lượng dẫn nên khoảng trời xuân lộng lẫy ở quê mình. Hãy hát khúc ân tình giữa quê mẹ yêu thương, khúc hát lạc hồng từ muôn đời gian dòng, để Việt Nam ta ngàn đời đem mãi từ trang sử hào hùng cho đến ngàn sau. Chào vỗ tay thật to nào quý vị. Một phần ra quân rất hùng hậu của tập thể lớp dân ca cải lương dân gian đương đại của thầy Hữu Quốc. Trong cái tiết mục này là thầy Hữu Quốc có ý đồ gì không mà để cho các bé xuất hiện cùng với Thế Thanh luôn ạ? Thực sự thì không phải là áp đảo hay gì hết, nhưng mà từ ngày mà tiếp nhận các em thì Hữu Quốc đã tập cho các cháu nó trở thành một cái gia đình. Mà ở đó thì là Thế Thanh là lớn nhất, là anh hai, rồi chị ba, anh tư, rồi chị năm, cho đến là Út Điệu là bé Thúy Vi. Thì các cháu đã sinh hoạt như một cái gia đình rồi. Và không phải riêng tiết mục của Thế Thanh đâu, mà 6 tiết mục còn lại thì đều có cái sự hỗ trợ của toàn gia đình của dân ca cải lương. Một cái không khí rất là gia đình. Và anh Hữu Quốc thì luôn tự nhận mình là ông Năm. Hồi nãy Đại Nghĩa có lén theo dõi thì thấy anh Hoài Linh rất là xúc động khi xem tiết mục này. Mời ý kiến của anh trước ạ. Trước tiên thì tôi phải cảm ơn ông Năm Hữu Quốc về cái phần dàn dựng và cách xây dựng ý tưởng. Thì tôi không bao giờ có cái sự nghi ngờ gì về cái nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc.
Thì đây không phải là một cái mở màn riêng cho chương trình này, mà là một cái mở màn rất là đẹp cho cái gia đình của nhóm dân ca cải lương. Và còn về cái phần của Thanh á, thì chính bản thân con coi thử là hiện giờ con đang bắt đầu bể giọng nhé. Và cái chương trình này nó còn đi đường dài, thử coi là mình có giữ được cái tiếng ét ét ở trong cái lúc con bể giọng hay không. Chứ hiện tại này thì chú thấy là rất là ổn, mà khi mà con lên giọng cổ, con cấn lên cái xong con xuống trở lại là chú với cô Hai Hằng là nhìn qua là thấy trời, thằng này nó giỏi quá rồi. Cảm ơn chú Hoài Linh. Nhắc lại những cái kịch bản ngày xưa đó, thì cũng có một thời gian vừa bay ở trên không trung vậy mà ca giọng cổ thì Thanh Hằng cũng đã diễn rồi. Mà khi nãy là Thanh Hằng thấy con đứng lên mà trong trên vậy mà con vô giọng cổ, mà trong giữa cái vế hai mà con có luyến một cái đó nữa, nó rất là đặc biệt. Tổ nghiệp đã cho các con, bây giờ con nói thật sự các con đúng là thật. Tổ nghiệp cho con là cái danh nghệ sĩ rồi đó. Đã lắm. Mãi lưu truyền cho thế hệ mai sau. Tiếp theo của chúng ta đến từ lớp của thầy Hữu Quốc, đó là bé Quách Phú Thành và bé Ngọc Tâm sẽ gửi đến một trích đoạn rất nổi tiếng, Nghi Xuân Tấn Lực. Đây là một trích đoạn cải lương. Mà nói đến cải lương thì trong các vị giám khảo đây không ai qua nghệ sĩ Thanh Hằng. Dạ, biết rằng chị đã từng đóng qua rất là nhiều vai diễn trên sân khấu. Vai già chị từng đóng qua rồi phải không ạ? Đúng. Vai hiền? Có. Vai dữ? Có. Vai nghèo? Có luôn. Vai gì ghẻ? Có, cũng có luôn. Vai cô Tắm? Không. Tại vì cô Tắm sợ, chị sợ là cái trái thị nó chứa không đủ chị. Không trái thị nào chứa nổi chị hết hả? Dạ. Nói đụng chạm anh Quang Lê. Được biết rằng chị Hằng đặc biệt là với những vai tính cách thì được khán giả yêu mến lắm. Những cái vai mẹ chồng ha, hoặc là vai dì ghẻ ha, chị diễn xuất sắc cực kỳ luôn. Trong những cái dì ghẻ, những cái vai bà mẹ độc ác á, có thể kể đến mẹ ăn cám nè, rồi bà mẹ của cô bé Lọ Lem nè, rồi bà Tào Thị nữa. Dạ, chị thích vai nào nhất ạ? Tào Thị. Tào Thị hả? Vậy thì bây giờ mình có thể mình làm thử Tào Thị cho mọi người coi được không chị? Được. Quý vị coi nè nha, đang có một cái gương mặt mà một nụ cười rạng rỡ như trăng rằm, có bây giờ bắt đầu đổi sắc mặt nè. Nghi Xuân. Dạ có Xuân. Mặt mày mà Xuân cái gì? Cái mặt mày là nếm về ở đợ thì có. Dạ. Mày ở đợ. Dạ. Qua đây ẩm tao qua bên đó coi. Trời ơi. Dạ thưa bà, con không phải là Nghi Xuân. Mày dạ. Không phải Nghi Xuân, mày không phải Tấn Lực, mày là ở đợ thì mày đi vô trong. Dạ con là ở đợ tên Nghi Ngờ. Dạ. Đi vô. Dạ. Nghi Xuân, Tấn Lực đâu rồi? Tấn Lực, Nghi Xuân. Trời ơi, giờ này mà chưa có chịu đi ra đồng ruộng, chưa có chịu. Ra đây, bước ra đây. Tao đã nói với tụi bay rồi, bước ra đây. Tao nói tụi bay rồi, mẹ của tụi mày chết đi ha, thì giờ còn lỡ cái gì khóc? Tao chưa nói làm gì khóc. Còn cha mày á thì ra ngoài biên cương để trấn ải biên thùy ha, để lại cho tao. Tao giữ hai đứa tụi mày, tao mệt quá. Chỉ có cái việc là nấu cơm nè, rồi giặt đồ nè, rồi ra đồng nè, lo cho trâu bò heo ăn nè, nhiêu đó cũng không làm được. Không làm được nữa mày hả? Đau quá. Đau gì hả? Chị ơi, chị ơi, con đau quá. Vô đây cho mày hiểu. Buông ra. Nói chị em mày buông ra. Đứng qua đây. Tao đã nói rồi ha, phải làm cho đúng đàng hoàng nha. Phải đi ra ngoài đồng ăn chăn trâu cho heo ăn, rồi nấu cơm, rồi giặt đồ nghe chưa. Cái con kia vô mày thấy ghét giống cái mẹ. Tao đi ra ngoài có một chút xíu công việc, tao trở về mà nếu công việc nhà không xong đó ha, là tụi bay chết với tao nghe chưa. Tin đi cưng. Ai ơi, nãy sao á, em làm đúng hay làm sai gì á, cũng bị gì đánh đòn á vậy. Hay không biết nữa, chắc có lẽ vì nhớ thương cha nên vì có chút bực bội. Mà em nè, bổn phận mình là con á, dù gì có đánh đòn bao nhiêu đi nữa
Em cũng không được cả lời gì nha em. Em không chịu đâu. Kể từ ngày á mà cha cưới dì về làm vợ, hễ á mà có mặt cha thì dì làm bộ thương yêu chăm sóc cho chị và em. Còn khi cha đi xa thì chị và em bị ăn đòn tét đít luôn. Người lớn sao kỳ ơi. Cha ơi, sao cha đi lâu quá không về? Mẹ ơi, sao mẹ sớm bỏ hai con để người ta hành hạ hai con với mẹ? Em ơi, em đừng khóc nữa cho lòng đau. Hai đầm đây gói tay lên đầu chị ru ngủ, tiếng ru bao đắng cay xin dành cho mình chỉ riêng mang. Em ơi ngủ ngon ơi à, từng ngày được gặp có một đứa con thôi à.
Vậy mau nhắm mắt lại ngủ đi, mẹ sắp về tới rồi đó. Vậy nhớ ngay, em nhắm mắt lại nha. Nhớ nhắm mắt lại nha, không được hí hí á. Mẹ sắp về tới rồi đó. Mẹ ơi, con sắp được gặp mẹ rồi. Tân Lực. À, mẹ về. Tân Lực, con đừng chạy tới bên mẹ, vì mẹ chỉ về đây với con qua làng sương mộng mà thôi. Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều lắm. Không có mẹ, không có cha bên cạnh, vì mẹ đánh con quá trời luôn. Cái đầu con bây giờ còn sưng nguyên cục luôn nè mẹ. Ở nơi xa,
con lại nói vậy? Sao con lại nói là đêm nay sẽ không còn gặp mẹ nữa? Chị ơi! Em hồi tối rồi chị. Em biết chị là mẹ và mẹ là chị. Tình lực em ơi, của chị. Chị ra đây với em đi. Chị đừng giả mẹ nữa. Em hứa từ nay em sẽ không đòi mẹ nữa đâu. Vì em biết mẹ sẽ không trở lại với chị em mình nữa đâu. Ngày hôm nay, cảm ơn hai con. Cảm ơn hai con đã mang đến cho mọi người những cảm xúc rất là nồng nàn, rất là những ngọt, rất là ngọt ngào dành về tình mẫu tử. Một tràng pháo tay dành cho hai con một lần nữa thưa quý vị. Và người rơi nước mắt nhiều nhất cho tiết mục của con nữa đó chính là giám khảo Hoài Linh. Xin mời anh ạ. Tôi lại cảm ơn Hữu Quốc một lần nữa. Tức là em đã đo ni đóng giày và em đã biết kết hợp hai thí sinh lại để làm một cái một tiết mục rất là hay. Cái phần trình diễn của hai cháu rất là đầy cảm xúc. Đó là nói về cảm xúc nhé. Và tôi khen về cái phần dàn dựng là cái lúc mà tôi nhói lòng nhất không phải lúc các cháu khóc, ngay cái phần đầu mà tôi nhói lòng nhất là chị hai, chị ra đi. Em biết rồi, em 10 tuổi rồi. À, sau khi con dàn trải hết tất cả cái cảm xúc của con khi nói vô ngồi ngủ đi mẹ ru cho con ngủ cái này nọ, con vẫn làm theo. Và cuối cùng khi mà nói cái đó, tự nhiên chú cảm thấy chú nhói ở trong lòng. Tức là chính bản thân con đánh lừa cái sự suy nghĩ của con để con biết mẹ con vẫn còn hiện hữu bên con, dù mẹ con là vô hình. Cái đó chú cho là một cái phần dàn dựng của thầy con rất là tuyệt vời. À, lúc mà coi thấy cái đạo cụ thì cũng chưa đoán được cái kịch bản. Thì đương nhiên là cái kịch bản mà Phạm Quốc Hoa thì cũng đã thuộc lòng rồi. Nhưng mà thấy cái đạo cụ thì bùi rơm là đương nhiên rồi. Nhưng mà thấy có một cái hình nộm con lại cũng chưa nghĩ. Nhìn cái hình nộm cứ tưởng tượng như là phim bùa của Thái Lan. Nhưng nửa đêm cô đem cái áo ra thì diễn cái vai là giấu đi làm người mẹ. Cái lúc đó thì con lại mới biết là mang ý nghĩa là cái hình nộm rơm để là cái mục đích là như vậy. Đây là một cái sáng tạo rất tuyệt vời với một người đạo diễn. Và nói gì cho cùng đi nữa thì cũng cảm ơn đạo diễn đã làm một tiết mục quá tuyệt vời cho hai bé. Cảm ơn hai em. Cảm ơn giám khảo Quang Lê. Còn bây giờ thì các con có muốn nghe ý kiến từ bà Tào Thị không? Dạ muốn. À, bà Tào Thị ơi, hồi nãy mình ác quá ác luôn á. Bây giờ mình phải làm sao để mình chuột lại nha. Hồi nãy thấy nắm đầu rồi quánh hai con quá trời luôn bà Tào Thị. Nhưng mà chị Hằng là quýnh là kỹ thuật không nha. Tụi con không có đau thiệt đúng không? Cô Thanh Hằng là đánh là kỹ thuật không? Ở dưới nhìn lên tưởng đánh thiệt không? Nhưng mà chú Quốc biết được bởi vì chú Quốc đã từng bị cô Thanh Hằng đánh không có đau miếng nào hết. Con có đau không con? Dạ không. Thì nếu mà không có đau thì tôi cũng xin lỗi hai đứa con, là tại vì không có sự tập dượt mà cô lại là làm cho cô hai đứa con có một sự bất ngờ. Nhưng mà thật sự con hỏi chú Hoài Linh thử coi, một nghệ sĩ hài cũng vậy, hát những cái gì khi bước ra sân khấu có những cái gì bất ngờ, hài cũng vậy, chụp bắt bất ngờ, cái đó mới là linh động. Cảm ơn những chia sẻ của chị ạ. Và một lần nữa chúc mừng hai con đã hoàn thành rất xuất sắc tiết mục này. Một trăm pháo tay dành cho hai bé Quách Phú Thành và Ngọc Tâm. Đức vua Rim đã băng hà, toàn dân xứ sở Aodia để tang 3 ngày để tỏ lòng biết ơn với vị vua anh minh của xứ sở. Loa 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 loa. Thank you.
A O D A U. Ta đã trở về đây với kinh thành xa xưa cổ kinh, lòng dân ngâm ngùi khi vắng bóng cô. Quân vương ơi, có phải nơi này thiếp và ta gặp gỡ yêu nhau? Có phải nơi này chàng xua đuổi thiếp thương đau? Lời ly tan tình chồng vợ, bây giờ chỉ có cái chết mới thật lòng tha thứ. Cái chết mới là nơi chấm dứt mọi niềm đau. Mẹ, mẹ làm sao vậy mẹ? Trời ơi, trời ơi, con hãy thử tha cho mẹ, con hãy thử tha cho mẹ nghe ra là, ra là ơi, bây giờ thì mẹ có thể nói thật chứ con? Con chính là con trai của đức vua Berlin, người đã cai trị xứ sở Aodia này, người mà con đã gặp cách đây mấy ngày, con đã ca cho người nghe bài ca bông quế trắng. Mẹ, mẹ nói thiệt hả mẹ? Mẹ nói thật. Mẹ, mẹ ơi, sao ngày đó mẹ không cho con theo cha khi cha đã cạn lời nắng này? Để đến bây giờ thương tình phụ tử mẹ mới cho con gọi hai tiếng cha ơi, thì cha đã chưa kịp nhớ tiếng cha cười, chỉ thoáng thoáng lần đầu gặp gỡ ngày mẹ phô phàng xua đuổi cha đi. Bóng cha chìm dần trong rừng khuya, bước từng bước nhạt nhòa theo anh đuốc, con đứng trông theo mà buồn rơi nước. Gọi cha ơi mà thốt chẳng nên lời. Tội nghiệp cho con tôi, chưa cạn nước mắt khóc cha thêm một lần không mẹ. Không biết rồi đây cuộc đời con trẻ sẽ về đâu. À, mẹ, mẹ làm sao vậy mẹ? Sao tay mẹ lạnh, mất dần thần sắc, môi tím bầm, mặt nhợt nhạt xanh xao? Mẹ, mẹ đừng làm con sợ nha mẹ. Mẹ đừng để con ở lại phút cuối phần trẻ. Cha đã bỏ đi con, còn có mẹ. Mẹ đừng để con sống kiếp lạc loài. Ra là ơi, mẹ vẫn còn gượng sống với con đây. Mẹ có lỗi, con hãy thương tha cho mẹ. Mẹ hãy dìu con vào trong hành lễ, để lần cuối cùng con thấy mặt phụ vương. Mình đi đi mẹ. Đây ra, đây ra. Sim, chàng đã lừa dối thiếp. Đây ra, phụ vương của con. Ra là con, chàng đã lừa dối thiếp. Phải, ta nghĩ rằng
Chỉ khi ta bày ra cái chết, nàng mới quên lời thề trở lại kinh thành Aodia để vợ chồng mình gặp gỡ. Và sự thật là Seda đã về đây. Phải, thiếp đã về đây với một lời nguyện: hai ta gặp nhau phải có một người nhìn biết. Seda, muộn rồi chàng ơi, hãy dành nước mắt khóc người đi vĩnh viễn không về. Trời, lá đâu? Mẹ Seda, thôi nghe, từ nay đừng hoài giống bóng ma con đò. Bài ca năm xưa, bài ca năm xưa, nàng hát cho ta nghe bài ca bông huệ trắng. Ra là, dạ, con hay thay mẹ hát cho phụ vương con nghe lần cuối đi con. Dạ mẹ, con hát cho phụ vương nghe đây, mẹ đừng bỏ con nha mẹ. Hát đi con. Seda, làng hương thơm ngát rừng tăng cho ta bóng quê trắng trong giữa gian tình, sao xuyến bao nỗi niềm riêng kìa, bông hoa hay là trái tim nỗi nên lời. Sương gió mưa nắng tươi vàng, màu hoa vẫn tươi, năm tháng đâu thế nào phải buồn vui. Có nhớ cảm ơn chị Mỹ Hằng và cảm ơn Minh Trường đã hỗ trợ cho Huỳnh Triệu Phú trong tiết mục này. Xin mời giám khảo Thanh Hằng ạ. Thật sự là xin cảm ơn Mỹ Hằng và Minh Trường rất là nhiều đã đẩy cái cảm xúc rất là tuyệt vời, nó vừa đủ, nó vừa tròn, nó không dư, nó không thiếu cái gì cả, để cho đến bây giờ vẫn còn, con vẫn còn là cái nhân vật đó chứ con không phải là Triệu Phú nữa, đúng không con? Dạ, yeah. Quý vị ơi, cải lương đâu có mai một. Cải lương của chúng tôi là như vậy đó. Khi ánh đèn mà sáng sân khấu lên rồi thì chúng tôi nỗ lực hết, cháy hết bằng trái tim, bằng lửa, để cống hiến cho đời, cho xã hội một cái gì đẹp nhất, một cái bộ môn nghệ thuật thiêng liêng nhất của đất nước Việt Nam này. Một lần nữa xin cảm ơn, cảm ơn rất là nhiều. Xin quý cảm ơn tiết mục này, cảm ơn Hữu Quốc rất là nhiều. Xin cảm ơn giám khảo Thanh Hằng. Những cái gì khen thì cô Hằng đã nói rồi. Chú chỉ khen một cái điều như thế này nè. Cái đoạn mà nàng Seda gặp lại vị vua Rim đó, thì thật sự ra thì chú chỉ sợ con bị chết bộ ở trên sân khấu. Nhưng mà cái ông Năm này nè, nói là cái ông Năm mà giữ nè. Tức là khi bên này vừa đẩy cảm xúc đủ một cái là chú thấy con quỳ xuống ngay chỗ cái đám lá này, là chú nói rồi, ông này ông dữ dằn rồi. Chứ nếu con làm sớm hơn một chút hoặc trễ hơn một chút, nó con sẽ mất cảm xúc liền. Và cái lúc đó đó, tính tức là vừa vặn cái thời gian để cho con cầm cái lá đó, con lên con coi, để con chạy tới con kêu lá độc đó. Đó là một cái sự tính toán khôn khéo của ông Năm. Và cô Mỹ Hằng có thấy hát hay không? Quá hay đúng không? Diễn hay không?
quá hay. Và con vẫn không bị lu mờ ở trong cái lúc hát cũng như cái lúc diễn của cô Hằng. Bữa nay con diễn xuất tuyệt vời, hát tuyệt vời. Chúc mừng con. Dạ, cảm ơn chú. Con biết vì sao không? Bởi vì ngay cả khi mà bé hát cái bài Bông Huệ Trắng á, thì mình thấy rõ ràng rằng bé đã bị cảm xúc nó đẩy lên, nó nghẹn ngào, hát có thể không trong, không rõ như bình thường bé hát. Nhưng mà đó là cái cảm xúc, cái tâm lý của nhân vật, và chúng ta hoàn toàn thông cảm được cái điều đó, và chúng ta chấp nhận cái điều đó. Bởi vì nhân vật khi đó là không thể nào mà tỉnh táo để có thể hát cho hay, cho tròn trịa được. Phải. Và đó nhận là một cái điều rất là hợp lý với cái phần trình diễn này. Mà cái cảm xúc của con khi mà con hát, khi con vô câu giọng cổ rất là tròn vành rõ chữ. Mà khi cái bài nhạc Bông Huệ Trắng mà con ca, con bị nghẹn, bị ngất. Cần có những cái thứ đó. Có những lúc mà không nói lên lời được. Có những lúc đó phải diễn như vậy đó. Dạ. Hay là... Xin cảm ơn các vị giám khảo. Yeah.
lớp của cô giáo Yến Trang bữa nay ra quân hoành tráng quá. Tiết mục nào cũng vậy, đầu tư dàn dựng rất là công phu. Không biết các vị giám khảo cảm thấy thế nào? Mời giám khảo Đoan Trang. Một tiết mục rất là đẹp, rất là công phu. Và cô rất là thích ở cái gương mặt của con đó. Con thể hiện được cái việc con hiểu con đang hát cái gì. Một bài hát mang tính sử thi. Cho nên con có một cái tâm hồn. Khi mà con thể hiện nó bật được cái điều đó trên cái ánh mắt của con. Rồi lúc mà cô thích nhất cái đoạn mà con rất bình tĩnh, con bỏ cái microphone xuống, xong rồi con đánh trống rất là tự tin. Sau đó con lấy cái micro đúng cái lúc để mà con lên cái chỗ lừa đá chơi. Cô rất là thích một cái đứa bé quá nhỏ như con mà có một cái tinh thần như thế để hát cái bài hát quá to lớn như thế này, thì cô nghĩ là tất cả hậu trường nên cho con một tràng pháo tay. Cảm ơn giám khảo Đoan Trang. Thật sự là đã vào đây rồi thì các con làm quá trời tròn dành. Coi như là cô cũng xin chúc mừng con. Dạ, cảm rất ngắn cô. Gọn nhưng mà là cô Thanh Hằng cũng rất thích tiết mục của con. Rất là thích. Hoài vậy? Anh hai ơi, em vừa gặp một ông khách quý đánh dài xong tiền công ổng có trả, mà ổng còn mắng em nặng nhẹ biết bao lời. Trời ơi, sao vậy? Chuyện là sao kể hai nghe coi. Tết vừa ngồi đây mời ông đánh dài, tuy rằng á hai con mắt á ổng cứ nhìn qua nhìn lại mà ổng cũng gật đầu á, miệng bảo ok. Em mới vội vàng ngồi xuống rổ tài cho ông thích ổng mê, nhưng có ngờ đâu không có một đồng xu còn phải. Sơm dư cả. Anh hai. Gì em? Anh làm gì vậy? Thì nhạc xung quá anh hai nhỉ, có gì đâu nè. Thì đó, cũng tại cái bảng mâm bô của tiệm kem phía trước đều giật gâm lọc cho cứ nhịp lia. Bỗng có một cô gái đẹp ơi là đẹp đi qua, ông liền nhớ chiếc lò xo xô bàn đứng dậy xì ra dính quần. Ông liền nói trận lôi đình chửi em một mạch rồi à đành à đi luôn. Thôi, định luôn tới sáng hay gì á? Thì em tức, em mới ưa.
Nhưng mà nghĩ lại á, cũng đâu phải lỗi tại em đâu. Sao em không chạy theo ông khách đó đòi tiền lại? Cô, anh đi đi. Đi đâu? Thì á, anh giả làm ông khách, anh đi đi, rồi em đi theo. À, em theo em mới nói, thưa ông, xin ông dừng lại cho em ba. Ê, trời ơi tụ. Ông quay lại nhìn em với cái mặt hầm hầm. Em tính nói nữa thì ông hất văng luôn cái hộp á, rồi lạnh lùng á cùng người đẹp bước lên xe. Nghe máy nổ á mà em tan gan nát ruột luôn. Nhìn đồ nghề á mà nước mắt cứ rưng rưng. Của anh bị rỉ bom, tìm đâu mua thuốc nó kỹ nên đem về. Ủa, em mới nói gì vậy? Thì em nói á là em của anh á bị rét ba hôm rồi. Em tính á là đi đánh giày phụ anh lo cho tụi nó. Mà giờ á người ta không có trả tiền, rồi làm sao đây? Trời ơi. Thân em nè, em còn chưa có lo xong, nghĩ sao đi lo cho em của anh hai vậy? Thôi, em đừng có buồn nữa ha. Đồ nghề của em á, em lượm xong hết chưa? À, anh hai có vài đồng nè, em cầm đỡ đi ha. Rồi theo anh hai á, đi khắp mấy cái nhà hàng gần đây nè, kiếm khách đánh dài ha. Không, em không có lấy đâu. Anh đi bán á, kiếm từ đồng, từ cắp. Anh cho em, rồi lấy cái gì mà ăn? Thì anh đi bán vài bữa là cũng có tiền à, em lấy đi. Không, em á, em đúng là lì. Lì y như là cái tên mà má em đã đặt vậy đó. Anh nhịn hoài à, có chết chóc gì đâu. Vì anh không có bà con ruột thịt, không họ hàng, cũng chẳng có mẹ cha. Một mình rào phố ngày đêm, nhà anh ở khắp thị thành bao la. Giàu thì xôi bắp bún bò, nghèo thì xôi bắp cũng qua một ngày. Phần em đã no rồi, anh lo mua thuốc cho mấy đứa em. Bây giờ hai anh em mình cùng đi kiếm khách đánh dài tiếp ha. Dạ. Đi đánh dài đi, đánh dài đi. Cảm ơn các con, cảm ơn anh hai Thế Thanh của gia đình ông Năm nha. Con rất là dễ thương, rất là duyên dáng và hỗ trợ cho em mình rất là tốt. Cảm ơn con. Rồi, cậu bé đánh dài đến đây dễ thương quá trời luôn. À, xin mời cô Đoan Trang trước nha. Mặc dù cô Đoan Trang không phải là dân cải lương, nhưng mà cô Đoan Trang chắc chắn là khi nghe cũng có những cái cảm nhận riêng của mình, phải không cô? Đúng rồi chú Đại Nghĩa ơi. Dĩ nhiên cô không phải là người hát cải lương, nhưng mà cô cảm nhận được từng cái câu lên câu xuống của con. Vị trí âm thanh của con đưa rất là chính xác, rồi nốt nào nó ra nốt đó. Đặc biệt là con hát mấy nốt cao rất là đẹp. Rồi mấy cái luyến của con á, cô rất là thích cái chữ mà nặng nhẹ gì của con á. Ca lại câu đó cho cô Trang nghe đi. Mà ông còn mắng em nặng nhẹ. Rất là hay. Tự nhiên nghe con hát cái câu này nhớ tới vai Trùm Sò của chú Giang Châu. Với lại thêm cái chữ gì mà ba mấy cái rồi mới tới đầu. Cô Trang ca thử đi cô Trang. Không cô, ngu gì lộ cái điểm dở của mình ra. Dạ, dạ mời cô Thanh Hằng ạ. Cảm ơn cố soạn nhạc Thu An đã viết lại những cái bài ca tân cổ Giao Duyên rất là hay, mà nó có ý nghĩa nữa. Cái giọng của con nó cũng rất là sáng, mà cái diễn của con nó mộc mạc. Dạ, cảm ơn giám khảo Thanh Hằng.
Còn chú Hoài Linh à, chú Hoài Linh nhận xét thế nào về tiết mục này cũng như là cái cách ca diễn của con? Cái tuần mà Nghi Xuân Tấn Lực á thì cái phần diễn của con nó tốt hơn, và ngày hôm nay rõ ràng là cái phần hát của con á, con lại làm cho mọi người có cái phần nghe nó rất là đã, và con pha trộn rất là nhiều cái giọng hát của những cái tài danh mà về cải lương. Với cái đoạn sau khi con đòi tiền á, lại giống chú Văn Hường này, chú Hề Sa đó, cũng cái nhấn ba đồng cái đó, và con biểu cảm được và con theo được cái nội dung của bài hát, và con giữ được cái làn hơi của con. Chú chúc mừng con và hy vọng là con sẽ cố gắng hơn nữa để làm nhiều cái tiết mục đặc sắc hơn nữa để gửi đến quý vị khán giả. Ráng cố gắng nha con. Dạ, hy vọng ơn con. Hoài Linh. Rẹt, ánh sáng không mờ ảo, và đặc biệt với sự góp mặt của các diễn viên trẻ xém đẹp sắp nổi tiếng như Thế Thanh, Ngọc Thanh, Ngọc Tâm, Triệu Phú, Wendy và Quách Phú Thành, Midi in Việt Nam. Xin trân trọng kính mời và kính mời. Rồi bà con kéo tới quá rồi, từ ơn rồi ơi mấy đứa. Rồi nè nè, đội mão vô nè con. Rồi bà con tới rồi đó hen. Rồi nè mấy bộ đồ này hen, ngày hôm qua bộ đồ của con bận á là cô Thanh Hằng cho đó nghe. Đó bộ đồ này nè, ông Năm thắc mắc hoài à, không hiểu, dường như là ông Hoài Linh ông đóng kịch sao có bộ đồ này không cho, bận vừa y chờ. À được, ủa tụi con, Thanh sao con không bận đồ vô? Dạ con mệt quá trời. Sao mệt? Con đói bụng. Thôi cố gắng đi, diễn xong suốt này á, cha con mình ăn sang bữa. Bây giờ mệt, ngồi nghỉ, cha thế con. Rồi, chuẩn bị nè, đó, chuẩn bị chưa? Rồi, lên, vô, chuẩn bị nghe. Mở màn. Dặn sấm lâm đang tràn sáng cối bờ, vẫn làm trái ta đâu thế ngồi yên. Tạm biệt phụ nhân, ta sông lướt xa trường, mang chiến thắng về cho non nước phù quân. Ngoài biên cương gió tung bụi mù mịt mờ, giặc xâm lăng tấn đông lan tràn cõi bờ, bầu trời tan tóc quê mình đau buồn, loạn ly khóc thương lứa đôi lìa xa. Tình mình sẽ xua kim ngàn đời khóc môi vai, nhớ mãi quê hương ai chờ mong. Buông trống mà sống lên, bay rộn ràng đã đến lúc ngăn gia khu xin giữ lời thề, đi ngang sông nước tung đôi cánh chim bằng hẹn gà vui non nước.
xin lỗi bà con nha. Không sao đâu con, đi, đi thay đồ đi con. À, không sao, không sao, cảm ơn bà con nhiều nha. À, dạ, dạ xin cảm ơn, ô bà con. À, cảm ơn bà con, xin lỗi sự cố kỹ thuật nha. Bữa 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 khác quay lại con nha. Rồi. Nè, dường như bà con cho tiền nhiều lắm phải không? Rồi, hai đứa chạy qua quán của ông Bảy mua con gà quay mấy ổ bánh mì về. Hôm nay mình ăn sộp bữa. Ha, đi đi con. Lúc nãy á, con đưa cho cha nửa ổ bánh mì á, mà cha không có chịu ăn. Bây giờ cha không có sức á, nên cha té đó. Không có sao đâu con. Đi. Ê khoan, ở trong có bận gì không? Dạ có. Ờ, vậy tao lột được. Nè. Rồi, ăn ăn chia qua đây con. Cha ơi, cha ăn với tụi con đi cha. Rồi, chút cha ăn sau, tụi con đói bụng ăn trước đi. Dạ, rồi đó. Rồi, dép con nè. Này em thèm lâu lắm rồi. Ăn đi con, gan với mấy anh chị đi. Em thay đồ xong rồi đó, phần của em đâu? Nè. Cái này á hả? Con chán cái cảnh này lắm rồi. Xin lỗi, tranh cái đùi nè. Không thèm. Thành, sao vậy con? Cả nhà không có ai thương con hết á. Con đóng vai kém chính á, mà đối xử với con vậy đó hả? Con biết á, con là con nuôi của cha, cho nên á, anh em trong nhà lúc nào cũng ăn hiếp con hết á. Nghe cái cha nè, cha cũng đâu thương gì con đâu, cha chỉ thương con ruột của cha thôi. Thành, em nói cái gì kỳ vậy? Em nói như vậy không sợ cha buồn hay sao? Xin lỗi cha lẹ lên. Em lỗi gì mà nó xin? Em chết kỹ á. Thành, sao con nói cha ích kỷ? Chứ không phải á, mẹ ruột của con đã đến gặp cha và xin con về ở với mẹ, mà cha nhất quyết không cho con đi. Thành, thiệt vậy hả Thành? Em nói thiệt hả? Phải, mẹ ruột của tôi có đến tìm tôi, nhưng cha không cho tôi đi, vì cha sợ nếu tôi đi rồi ai sẽ hát cái vai cách chính này đây. Mà nếu không có ai hát á thì cha sẽ không có tiền. Phải không cha? Mày! Dạ! Đó, mày là con nuôi của tao, mấy đứa này đứa con ruột này, nhưng mà cha thương con mà Thành. Con nói gì kỳ vậy? Cha lượm con từ lúc con đỏ hỏn cha nuôi đến ngày hôm nay, sao không thương? Rồi tự nhiên khi khổng khi không có người đàn bà họ xuất hiện, họ nói họ là mẹ ruột của con, thì làm sao mà cha cho con đi theo người ta? Nhưng người đó giàu có, người đó sẽ làm cho con đổi đời, người đó sẽ cho con một cuộc sống không phải như vậy. Con chán sống cái cảnh này lắm rồi. Thành, còn anh chị nữa, đừng có làm bộ mà thương yêu tôi nữa. Nếu anh chị thật lòng thương yêu tôi á thì đâu phải dành ăn với tôi. Chà, mẹ con đã tới gặp con rồi và đã cho con coi giấy khai sanh thật của mình rồi. Con muốn về với mẹ ruột của con. Mẹ con đang đậu xe chờ con ở bên kia phà kìa. Cứ cha không đi. Thành ơi, Thành. Cha ơi, thằng Thành nó không phải vậy đâu cha ơi. Để con coi, con ruột theo nó coi sao nha cha. Thành ơi, Thành. Thank you.
trước khi lên xe nó gửi cho cha bịch tiền với bức thơ này nè. Cha, nó kêu cha đọc kỹ nha cha. Rồi xa bờ nước con sông đã từng nuôi.
nè con ơi, đừng bỏ với anh chị. Đây là một tiết mục mà tất cả mọi người khi mà xem không thể nào cầm lòng được, không thể nào mà có thể ngăn được những dòng nước mắt của mình. Thứ nhất đó là bởi vì có lẽ là sự kết hợp quá tuyệt vời của tất cả các con đã hỗ trợ cho Quách Phú Thành. Và cái điều quan trọng hơn hết mà chú nhìn thấy đó là cái tình của ông Năm. Cái tình của ông Năm các con đã gửi gắm vào trong cái câu chuyện này. Và ông Năm đã hỗ trợ cho các con rất là tuyệt vời. Một tràng vỗ tay dành cho nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc, người thầy của tất cả các bé. Thanh Hằng cũng xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc, ông Năm đã làm một cái dấu ấn cho cải lương tuyệt vời quá. Quách Phú Thành cái tiết mục này con diễn rất là hoàn hảo mà gọi là xuất sắc luôn nữa. Một lần nữa cảm ơn ông. Cảm ơn cô Thanh Hằng. Ở đây thì tiết mục đã mang lại rất là nhiều cảm xúc. Với cái Donnie đóng giày này, em đã khai thác hết tất cả những cái thế mạnh để em dồn vào cho Quách Phú Thành. Từ cái hài đầu tiên cho tới cái vai diễn ở trên sân khấu, những cái tính cách em thay đổi liên tục, em làm cho nó không có bị một màu. Và trong những cái lúc diễn đó, em phô được cho mọi người thấy là một cái người học trò của em giọng hát như thế nào, nhịp nhàng ra làm sao, bài bản em cũng đổi liên tục. Riêng về Quách Phú Thành, con may mắn khi có ông Năm bên cạnh con, một người lúc nào cũng tâm huyết với nghề. Cảm ơn chú. Cảm ơn giám khảo nghệ sĩ Hoài Linh. Quách Phú Thành hát hài ca bi, chinh diễn rồi phản diện, thể hiện diễn xuất điêu luyện, tuyệt đỉnh cho đến tuyệt vời. Ở đây thứ tài siêu nhí có thể là ranh giới giữa chuyên nghiệp và nghiệp dư nó gần kề, nhưng con đã đạt một đỉnh trở thành người chuyên nghiệp trong khi tuổi đời còn quá trẻ như vậy sao? Chúc mừng, ta đã yêu nhau, cùng nhau gặp gỡ trong ngày hôm nay. Ta hãy nghe coi các vị giám khảo dành cho con mấy điểm nè. Cô Thanh Hằng, cô sẽ dành cho Quách Phú Thành bao nhiêu điểm? 10 điểm! Cảm ơn cô! Xin mời giám khảo Hoài Linh. Không, cho chục người cũng kỳ. Tại vì tôi cũng có một cái suy nghĩ của tôi, cho nên là tôi ngắt bớt bớt 2. Tôi lấy thập. Chứ không có lấy 10, không lấy chục, mà tôi lấy thập. Thập là nhiêu biết không con? Thập là nhiêu con biết không? 10. Đó là 10 điểm. Cảm ơn giám khảo Hoài Linh vì cái điểm thập. Chúc mừng Quách Phú Thành và nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc. Thưa quý vị, ở lần xuất hiện đầu tiên, bé An Khang với cái khả năng diễn kịch của mình và đặc biệt là cái duyên hài của bé tự nhiên nó toát ra làm cho tất cả mọi người, đặc biệt là ban giám khảo, cười rất là nhiều trong cái phần đầu tiên đó. Nhưng mà hôm nay khi quay trở lại với chương trình ở cái vòng thiết lập này cũng với tiết mục hài kịch thì không biết rằng bé An Khang có tiếp tục chinh phục ban giám khảo và quý vị khán giả hay không. Hãy dành cho cậu bé dễ thương này một tràng vỗ tay quý vị. Nhìn ô tô nó đi, em tưởng con trâu nó phi. Ở Lâm Đồng mai xuống em đâu biết gì. Ở trong kia em nhìn ra ngoài này thì thấy đông, mà ra ngoài này thấy nhiều người thế. Kính chào tất cả các bác, các anh, các chị. Em chào từ thành thị đến nông thôn, từ sân gôn tới sân bóng đá. Em chào từ Thanh Hóa đến tít tận Tuyên Quang. Mà em chào từ Hà Giang, em chào sang Móng Cái. Em chào từ Móng Cái đến mãi Sài Gòn quê mình. Với tất cả tâm tình em xin chào các bác. Tên em là Lò Văn Sơn, người thì thấp bé nhỏ con nhưng có tài. Bố em là Lò Văn Sài, bán rượu ở đường Liễu Giai gần nhà. Mẹ em là Bạch Thu Hà, bán trà đá ở Tít, Bến Phà, Khuyến Lương. Gia đình kinh tế tầm thường, nhà chỉ có mỗi giường bốn chân. Bố mẹ em sống ly thân bởi vì bố quá nhiều lần rượu say. Mà rượu say thì ba đi cũng bay. Xin các bác vỗ tay cho em đỡ buồn. Sau đây em xin được giới thiệu về bố em.
sở thích của bố em rất thích xem tivi và lúc mất điện, thích đi bệnh viện lúc chẳng làm sao, thích mặc áo phao để nhảy hip hop ở cầu ao. Và đặc biệt bố em rất thích cắt tóc bằng dao. Đấy là bố em, sau đây em xin được giới thiệu về mẹ em. Mẹ em khỏi phải khoe chứ mẹ em vẽ cực đẹp luôn. Mẹ em vẽ tới đâu là chuẩn tới đấy. Chuẩn như ông tìm thấy tổ, như súng nổ, tìm thấy mục tiêu, như chiến chiêu, nhảy hip hop ấy. Ngày xưa mẹ em có tham gia cuộc thi vẽ ở trên tỉnh, nhưng mà do xã tổ chức. Đề bài là bạn như vẽ con vật mà bạn yêu thích. Ừ, mẹ vẽ con sư tử vẽ thì là kiểu tranh 3D sao ấy. Mà vẽ xong ban giám khảo lên chấm điểm vì không dám đứng gần vì sợ con sư tử nó cắn. Em ngồi dưới em tò mò là không biết mẹ em vẽ đẹp như thế nào. Khi em lao lên thì trời ơi, mẹ em vẽ mẹ em. Đấy là mẹ em. Sau đây em sẽ được giới thiệu với chị em. Chị em tên là Lò Thị Hai, bán vải ở đường Trần Quang Khải. Miệng hay là nhại, sống sao cho phải, tuy đời ngang trái, có thằng em anh Tài. Sở thích của em rất thích xem phim Cô Dâu 8 tuổi. Mỗi lần kết thúc phim Cô Dâu 8 tuổi là chị em lại nhảy cẫng lên. Em khiếp sợ với chị em luôn ấy. Khuyên là để bà Can Dân đi nhập hay sao ấy. Đấy là chị em, sau đây em xin được giới thiệu về em. Sở thích của em rất thích ăn vào lúc đói, uống vào lúc khát, thích tắm vào lúc mát, và đặc biệt em rất thích cào lông mày bằng dao phát. Mục đích của em đăng ký thi chương trình Thử Tài Siêu Nhí và để cho bố mẹ em được nhìn thấy em ở trên tivi, vì hơn một tuần nay em chưa được về nhà. Chú có phim, chú quay phim, chị ấy mới quay vào mặt con cho con gặp mẹ. Mẹ ơi, cảm ơn mẹ đã canh mẹ và răng đe con để con có được như ngày hôm nay. Con chỉ muốn nói với mẹ một điều rằng mẹ ơi, con nhớ bố lắm. Dạ, bản thân chị con đến đây hôm nay là hết ạ. Con xin hết ạ. Trời ơi, sao mà con có thể con nói với một cái tốc độ nhả chữ nó nhanh, nó không vấp, nó lưu loát mà nó duyên dáng đến như vậy không biết nè. Một tràng pháo tay dành cho bé An Khang. Anh Linh, anh thấy cái cậu bé này như thế nào ạ? Cái trí nhớ con cực kỳ thông minh. Bởi vì cái nói nhanh như vậy á, nó dễ bị vấp lắm. Cái giọng bắt của con rất có duyên nha. Nhưng để cho tất cả mọi người đều nghe con nói được hết thì con nói chậm lại hơn một chút xíu. Bây giờ con đang 10 phần, con nói chậm lại còn khoảng 7 phần. Chỉ cần giảm lại thôi, con có duyên cực kỳ. Chúc mừng Khang. Cảm ơn chú Hoài Linh. Cô đồng ý. Chú Hoài Linh đồng ý. Cô Thanh Thằng thì sao ạ? Cô đồng ý. Cô đồng ý. Cô Đoan Trang. Con xứng đáng được vào vòng trong là chắc chắn rồi. Như vậy là cô Đoan Trang cũng đồng ý cho con vào vòng trong. Và chú Thanh Bạch. Chúc mừng con. Cảm ơn chú Thanh Bạch. Bây giờ thì hãy chạy đến với thầy giáo mới của mình nè. Thầy Gia Bảo. Rất là sáng sân khấu. Ông ca chú cũng thích à, thôi chú gật đầu. Chọn con. Mời giám khảo Thanh Bạch. Đồng ý. Giám khảo Thanh Bạch đồng ý. Cô Thanh Hằng. Tao không đồng ý. Đồng ý. Cảm ơn cô. Chúc mừng con về với thầy giáo của con nha. Thầy Hữu Quốc. Đâu đã xa em về, em
Chào con. Trời ơi. Chào chú Đại Nghị. Trời, bá Lanh mà em hết hồn luôn vậy đó. Dễ thương quá phải không ạ? Khi mà lần trước con xuất hiện là con đàn ha. Rồi bữa nay là con có thêm cái phần múa nữa. Không biết các vị giám khảo có bất ngờ tiếp không đây. Mời cô Đoan Trang. Thì ngày hôm nay con hát bài này á, cô với chú Thanh Bạch nói với nhau là con có cái khẩu hình khi mà con hát á, rất là đẹp. Cái đó là một cái tiềm năng rất là lớn dành cho con. Rồi con cũng có cảm nhạc rất là tốt, cho nên khi con nhúng á, trong những cái động tác của con á, rất là đẹp. Nhìn chung cô rất là thích. Chúc mừng con. Cảm ơn cô Đăng Trang. Mời chú Thanh Bạch. Cái sức biểu cảm của con về cái lời nội dung bài hát con hiểu rất là rõ. Ngón tay em thon dài thì con diễn nó còn dài hơn là cái ngón tay nữa, đúng không? Và tất cả những cái lời đó con làm một cách duyên dáng và biểu hiện. Có thể nói mình tắt cái tiếng TV đi mà xem con diễn và có thể hiểu được con đang diễn tả cái gì. Thì sức biểu cảm của con cái tuổi này mà con làm như thế là quá tuyệt vời. Chúc mừng con. Con ơi con, con làm lại cái câu mà ngón tay thon dài cho mọi người coi lần nữa đi. Cái chỗ đó con đã làm lại lần nữa nghe. 2, 3. Khen em ngón tay thon dài. Cái chữ dài đó nghe dễ sợ thiệt ha. Nghe dài chắc cũng cả 100 mét á. Mà chưa bao giờ chú thấy ai mà cái ngón tay mà dài lên tới nách hết rồi đó con. Cô Thanh Hằng có nhận xét gì ạ? Dễ thương quá trời quá đất luôn vậy đó hả? Tuy rằng còn nhỏ tuổi, còn bé lắm, ngây thơ vô cùng luôn nhưng mà tự tin. Chúc mừng con á. Cô chịu liền á, chịu á. Nhận được quá trời lời khen luôn. Nhưng mà không biết các vị giám khảo quyết định sao đây. Con ơi, con muốn đi tiếp hay là mình về nhà nghỉ cho nó khỏe ha? Con muốn đi tiếp ạ. Mà con phải làm cái gì lạ hơn, khác hơn, hấp dẫn hơn chứ không được giống giống vậy à nha. Hứa không? Hứa. Yeah, ok, vậy đồng ý á. Chú Thanh Bạch đồng ý rồi. Cảm ơn chú. Cô Đăng Trang, cô Đăng Trang đồng ý. Cô đồng ý. Cô Thanh Hằng đồng ý luôn. Còn chú Quỳnh Linh chắc chắn là chú đồng ý cho con vào rồi đó. Con đánh cái trống cơm á, chú thấy cái tay con cũng nhuần nhuyễn đó, chứ đưa cô Đoan Trang không biết cô có đánh được không. Cô Đoan Trang chắc đánh trống chầu. Không biết là cô có biết cái trống cơm là cái trống như thế nào không nữa cơ. Bài này là bài cô đã đoạt được huy chương vàng tiếng hát sinh viên toàn quốc năm 1998. Nói như vậy á, là để cho cô Đoan Trang cô nhắc lại cái kỷ niệm ngày xưa của cô ấy mà hồi nãy cô ngại cô không dám nói. Nhưng mà mẹ con kể rồi. Mẹ con kể rồi. Mẹ con kể làm sao? Mẹ con kể là hồi xưa mẹ cô Đoan Trang trên cái trường giấy cầu quên đây nè. Thì mẹ con nói là cô Đoan Trang có hát cái bài vụ cái trống cơm. Vậy chứ mẹ con vậy có kể. Mẹ con giỏi bánh luôn. Tâm lý của cô chưa? Trời ơi, cái ta nói cái người khiêm tốn không cần phải nói gì hết trơn để cho người khác nói vậy. Cô Trang ơi, cô Trang giờ vậy nè ha. Bây giờ cô Trang hát lại cái bài này đi, hát lại một đoạn đi được không ạ? Nhớ lại cái kỷ niệm ngày xưa của cô Trang đó. 2, 3, vô. Đi đâu rất xa em về, em về một cái trống cơm. Ca dao bao năm lưu truyền, khen người chiếc cơm á, dỗ sai cho nên là quên lời. Cô Trang có nhiều lý do lắm cũng sao đâu. Con nghĩ cô đang trả hát hay không? Hay cũng hay ạ. Mẹ con kể là cô cũng hay nhưng không bằng con đúng không? Ý là cô Đoan Trang hát hay không bằng con đúng không? Dạ không, chú ạ, cô Đoan Trang hát hay. Mẹ con kể là ngày xưa cô Đoan Trang hát cái bài này đó hả? Vậy chứ mẹ con có kể là ngày xưa chú cũng có hát bài này không? Gì vậy trời? Nữa hả? Mẹ con có kể không? Dạ không. Ừ, chú đâu có hát đâu mà kể. Không biết hôm nay là cái ngày gì mà buôn bán á ẩm như vậy ta. Từ sáng tới giờ lau hết cái bàn này cho đến cái bàn nọ mà không có khách nào vô quán uống nước hết trơn hết trời. Ít ra cũng có một người vô hỏi không uống cũng được để nó có không khí sơn tụ. Chứ có đâu nhìn qua nhìn lại chỉ có mình tôi thôi à. Quán thì đâu buồn hiu à. Thậm chí còn rùi bay ngang qua cũng không có nữa. Chủ quán ơi! Chủ quán! Có khách rồi.
cũng có cà phê sữa đá hả? Trà sữa trân châu hả? Cũng không có trà sữa trân châu, uống cái khác được không? Ây ây ây, cây vậy do hỏi ra đã rồi bỏ đây là sao? Cây cục đã bắn á mà gặp chuyện gì đâu không à, bật mình nè, mấy món á nghe. Chúng mạnh rồi, hát nước ngoài. Qua đó ăn phở thì chắc chắn sẽ kêu nó ở đây. Chúng mạnh rồi, chúng mạnh rồi, chúng mạnh rồi. Điện thoại rung. À, cô Sáu, chắc là kêu nước đây. Alo, cô Sáu bán phở đó hả? Một ly cà phê đen cho khách đó hả? Khách nước ngoài phải không? Mình lấy giá phải chăng thôi. Bình thường một ly cà phê đen 15.000, kỳ này bán cho khách nước ngoài 150 nha cô Sáu. Cái gì? Mắt đâu mắt? Khách nước ngoài nhiều tiền lắm, mình phải biết tận dụng thời cơ chứ. Thôi em muốn bán nhiều bán kệ em. Được rồi, rồi em mang qua liền. Chỉ còn một khách thôi là mình sống khỏe cả ngày. Ly cà phê muốn nói, nói cục em cầu gì. Ly cà phê muốn hát, hát cùng em bài gì. Ly cà phê muốn nói, nói cùng em cầu gì. Ly cà phê muốn hát, hát cùng em bài gì. Ly cà phê muốn nói, nói cùng em cầu gì. Mẹ lẹ đi khách đã đi hết rồi kìa bà, đứng hát hoài. Chừng nào tới thì tới. Trời ơi bán mà nó dữ quá. Coffee Bali. Oh, thank you. Coffee Việt Nam. We'll be fine. Thank you. À, 150,000 Việt Nam đồng. Nghe dung. Em về nha cô Sáu. 150 lần đó. Thầy khỏe rồi. Thầy bây giờ ngồi đọc báo thôi. Coi có tin gì mới không? Vấn nạn chặt chém khách du lịch nước ngoài ở các hàng quán Việt Nam bán cho khách ly nước mắt gấp chục lần với giá bình thường. Ủa sao giống nói mình vậy ta? Mình bán vậy có mắc quá không ta? Bình thường một ly cà phê đen 15.000, kỳ này bán cho khách nước cho khách du lịch tới 150.000. Vậy ông có biết mình bán mắc không ta? Lỡ người ta biết mình bán mắc không quay trở lại nữa rồi sao? Hiểu rồi, hiểu tại sao
quán mình bán ế rồi. Cô Sáu ơi, cô Sáu, ông khách nước ngoài còn ở đó không? Còn. Còn hả cô Sáu? May quá. Vậy cô Sáu lấy 15 ngàn thôi nha. Cái gì? Sao rẻ quá hả? Thôi, mình đừng có bán mắt người ta quá. Lỡ người ta biết, người ta không quay trở lại nữa đâu. Lúc đó, mình đâu có ai để bán, mà còn làm ảnh hưởng đến đất nước của mình nữa. Như vậy, nó không có hay đâu. Thôi, cứ lấy 15 ngàn, giùm em đi nha cô Sáu. Cũng may là mình kịp thời hiểu ra, không làm ảnh hưởng xấu về cách nhìn của khách du lịch khi đến thăm đất nước Việt Nam này. Ly cà phê muốn nói cùng em câu gì? Ly cà phê muốn ha cùng em bài gì? Hai, tôi yêu người Việt Nam này, cả chồng con ha. Bán cà phê đi cô ơi. Trời ơi, khách đông quá nườm nượp luôn kìa. Quá trời khách, bán phải lo đứng hát không hết rộ rồi nè. Rồi đi về đây. Ủa, mấy cô chú khách vô mua rồi không trả tiền hả? Không, bà này phí mà, là mày miễn phí. Chuột lại lỗi lầm. Thôi kệ ha, miễn phí cho mấy người đó ăn bữa đi con nha. Dễ thương quá, cô gái bán cà phê của chúng ta Hồng Ân. Con thích cái vai diễn này không? Dạ thích. Thích chỗ nào nhất? Cảm thích nhất là giữa địa cầm chiên. Ba diễn kịch mà ba khoái nhảy nhất vậy đó hà. Chú là chú khoái nhất cái chỗ mà con leo lên cái ghế con ngồi đó, leo ngồi lại mọi người coi coi. Nó sắn cái giò lên sao nè. Đó. Ngồi coi. Cái ghét gì đâu là ghét vậy đó hà. Rồi, dễ thương lắm con. Bây giờ mình nghe cô chú giám khảo nói nè. Dạ xin mời chú Hoài Linh ạ. Cái tiểu phẩm này nó có một cái ý nghĩa rất là dễ thương và cái phần dàn dựng của con khá là tốt. Tuy nhiên có nhiều cái điểm mà đây chú không có nói con mà chú nói cái người mà trực tiếp hướng dẫn cho con. Cái thứ nhất là cái hành động nó còn nhiều cái rất là con nít. Ví dụ như đưa tay lên hổng có khát này nọ, nhiều cái đó nó rất là hợp với cái tuổi của các cháu. Nhưng mà khi đã quy định là một cái cô chủ quán rồi thì chúng ta nên bớt những cái đó đi. Cái dáng ngồi của con là tốt rồi nè ha. Chỉ có bỏ những cái gì mà nó con nít quá khi quy định vai con là một cô chủ quán. Cái thứ hai là phải để ý là con đang xài điện thoại là điện thoại bấm bằng bàn phím mà con đi quẹt ngang như vậy là bậy rồi nha con. Con cứ tưởng con đang xài smartphone. Này, cái điện thoại của con đây chú Linh. Đó, mà con quẹt ngang là thấy bậy bậy rồi. Tại tưởng chú... dồn sai giám khảo không thấy. Chú khen con cái này nè. Tức là con diễn không có người hỗ trợ, mà con diễn cái đoạn mà nhìn theo khách đi vô cái quán của phở của bà Sáu đó. À, con làm rất là dễ thương và rất là tốt. Nói chung là con rất là tự tin khi con diễn cái tiểu phẩm này. Còn một cái chuyện nữa là khi con nói con đọc báo là con phải cầm tờ báo. Con đọc báo mà con cầm cuốn tập là sai rồi, hiểu không? Chú Linh ơi, chắc con nhỏ quá, con không phân biệt được cái nào là tờ báo, cái nào là cuốn tập. Nếu như vậy thì đừng để cuốn tập ở trên bàn, dạ. Đó là cái phần dàn dựng. Không, cho con nói cái này là lúc tập. Trời, cái gì tờ vậy? Báo. Cái gì như xè ra thành giờ 6 con mắt rồi. Mẹ nhớ có 4 xè ra như cái bông vậy. Đó, có nghĩa là tờ báo, bình thường tập là coi tờ báo. Còn cái vụ cái tay đưa lên là cũng nói bớt rồi.
đã cuối cùng ra diễn rồi y chang vậy, để cho thầy hiệu trưởng la tôi thấy chưa. Thật sự ra thì chú cũng không có đòi hỏi con là phải làm dữ dằn hơn, bởi vì cái tuổi của mình nó ở cái mức này thôi thì như thế là vừa đủ. Cảm ơn con rất là nhiều. Cảm ơn giám khảo Hoài Linh. Thưa quý vị, với một người diễn viên chuyên nghiệp khi đứng trên sân khấu á, thì những cái lớp mà độc diễn một mình như thế này á, nó cũng rất là nặng. Đòi hỏi người diễn viên đó cũng phải có cái bản lĩnh sân khấu rất là lớn mới có thể một mình diễn tả được biết bao nhiêu câu chuyện đang diễn ra xung quanh mình. Ở đây bé Hồng Mân có 4 tuổi thôi mà con một mình con diễn một cái tiểu phẩm dài như vậy, nhớ biết bao nhiêu lời như vậy đã là đáng khen lắm rồi. Và bây giờ thì mình nghe lời nhận xét của chú Thanh Bạch. Chủ đề này nếu lứa tuổi lớn hơn hoặc diễn viên người lớn trưởng thành mà diễn á, nó sẽ không có tính thuyết phục và đáng yêu như con ở lứa tuổi này mà con làm được. Con truyền đạt được cái thông điệp mà làm cả khán phòng phải òa vỡ vì con nhỏ quá mà con làm như thế, con chính là siêu nhí. Cảm ơn giám khảo Thanh Bạch. Màn đêm không trăng mịt mù, mọi người thì đang nguyên nào giả vu, chẳng có ai trông giống em. Muôn nàng lọ lem tóc rối vụ xù, chặng đường đầm hoa lung linh rực rỡ như biết bao cô gái kia. Đừng buồn bã em ơi, đã có ai hoàn tiền đến cho em một ước mơ. Cứ từ từ lên nhé để cùng chiếc chăn nụ cười, cứ được vượt tới nhẵn mỗi đêm về mang ước mơ yêu đời. Đừng buồn đặt thêm nữa, ta sẽ luôn bên nhau trong những tâm hình sắc màu. Và cùng selfie nhẹ để tâm hồn luôn chiếc chăn nụ cười. Selfie selfie nha, selfie selfie nha baby. Selfie selfie nha, selfie selfie nha lúc này. Selfie selfie nha. Chú chụp hình nữa, cho chú chụp hình nữa, mình selfie tấm nữa nha. 1, 2, 3. Cảm ơn tất cả các bạn của vũ đoàn bước nhảy. Cảm ơn con trai nha, con trai trong vai hoàng tử. Rồi, cô bé Lò Lem cuối cùng cũng đã hóa thân thành nàng công chúa. Trời ơi, hôm nay con mặc cái bộ đồ màu xanh này con biết giống ai không? Giống cô nào? Không, cái màu này của chú đậm đà hơn con. Con thấy giống màu của cô nào, chú nào ở đây? Dạ, cô Thanh Hằng. Hả? Chú là thấy cái cô ngồi kế cô Thanh Hằng là mới giống con hơn đó. Cô đang trang. Đó, rồi trên đầu cô đang trang cũng đội cái băng đô giống như là con đang đội cái vương miện dễ thương nè. Cho nên thôi bây giờ cô bé Lò Lem, nghe mẹ cô bé Lò Lem góp ý nha. Chú ưu ái cho em quá rồi chú ơi. À, làm mẹ không chịu ha, vậy thôi mời dì ghẻ của cô bé Lò Lem nói. nãy có 4 bà, giờ thêm bà này nữa 5 bà. 2 bà, 4 bà dì ghẻ. Rồi. Cái bài của con thì con tập bao lâu rồi, nói cô nghe. 2 tuần.
Con thấy thời gian đó là có đủ cho con tập chưa? Con đã nhuần nhuyễn chưa đó? Đã nhuần nhuyễn chưa? Đúng rồi đó. Dạ rồi, nhưng mà con còn thiếu hơi kia một khúc. Đúng rồi, đúng rồi. Cái chuyện mà con thiếu hơi á, cô mừng là con nhận ra cái đó. Tại cái đó là một trong những cái quan trọng nhất khi mà mình hát. Rồi thêm cái nữa, mình có động tác nữa mà mình không có đủ cái hơi á, thì mình sẽ bị chạy nhịp, rồi mình sẽ ngân, rồi mình nhả chữ, rồi nó cũng không có đẹp nữa. Đó cần mình tập kỹ lại. Cái thứ hai nữa là cái nốt của mình á, con hát á, có những cái nốt của con nó chưa có chuẩn xác. Nhất là cái bài này á, nó đơn giản thôi nhưng bị là rất là nhiều cái câu nó chạy nốt. Tuy nhiên cái bài con rất là đáng yêu, nhất là cái chỗ mà con chụp hình selfie á, con có hai cái lúa đồng tiền ở đây nè, cho nên là đáng yêu lắm. Cảm ơn con nhiều. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô Đan Trang. Dạ mời ý kiến thêm của người hay đóng vai gì ghẻ nữa. Dạ. Mời cô Thanh Hằng. À, nhưng mà trong này thì có cô Đoan Trang đóng vai gì ghẻ rồi, thì thôi bây giờ cô đóng vai mẹ ruột đi. Dạ mẹ hiền phải không ạ? Mẹ hiền, người mẹ hiền. Cô rất là thương thương với cái tâm hồn mà hồn nhiên của tụi con. À, mặc dù tụi con có sơ sẩy chút xíu cái điểm đó để phải sửa lại, chỉnh lại không sao. Đối với cô nghĩ tụi con rất là sáng, rất là giỏi mà rất là lanh nữa. Cho nên cái điều đó sửa lại được. Được ha cô Đoan Trang ha. Hy vọng, đó, hy vọng. Sẽ thương sửa được. Tụi con á, thì các cô chú ở đây thương ghê lắm. Nhưng mà cô vẫn như là hồi nãy cô nói, cô muốn người ta coi tivi á, người ta sẽ thấy là ô Quỳnh Như ngày hôm nay, trời ơi, khác thi cái cuộc thi kia ha, thấy tiến bộ hơn nhiều ha. Hoặc là người ta nói là wow, thử tài siêu nhí, công nhận toàn là mấy đứa nhỏ rất là giỏi. Chứ không phải là mình cứ dễ dãi rồi cứ qua. Thì cái đó nó không phải cái tiêu chí của các cô chú. Cảm ơn cô Đoan Trang. Đó là tâm huyết mà các cô chú muốn dành cho các con, để các con ngày một tốt hơn. Bi, bài kiểm tra văn hồi nãy bạn được nhiêu điểm? Thì điểm của tôi rất là khiêm tốn, chỉ suốt ngày được 8 điểm mà thôi. Tôi cũng được 7 điểm rưỡi chứ bộ. Ồ thế à. Ê nhìn kìa. Ê Wendy, bạn được nhiêu điểm? 1 điểm. Kìa, hai đứa đang làm gì đó? Dạ, tụi em lỡ tay. Đưa đây cho cô. Tại sao em lại giật tập của bạn như vậy? Mai mốt không được làm như vậy nữa nha chưa? Dạ. Đi vô quỳ gói hết cho cô. Wendy, em nghe con hỏi nè, sao bài văn tả với người cha vừa rồi em không làm được gì hết vậy? Dạ thưa cô, từ hồi đó tới giờ em chỉ sống với mẹ không à, cho nên em đâu có biết cha của mình như thế nào mà tả được bài văn đâu cô ơi. Con xin lỗi em, nhưng mà em cũng phải... Ơ kìa, đó, em nhìn đi, đó cũng là hình ảnh của một người cha đó. Em quan sát cho thiệt là kỹ, rồi cô tin rằng em sẽ làm được bài văn tả về người cha. Dạ, em cảm ơn cô ạ. Cho con bước đường tương lai,
cha gông trên lưng bao nhọc nhằn mưa nắng. Vừa rồi là tiết mục nhạc cảnh công cha nghĩa nặng với phần dự thi của bé Wendy. Cảm ơn tất cả các con trong lớp của thầy giáo Hữu Quốc và diễn viên Hoàng Phi trong vai người cha. Cảm ơn các con nha. Và mời giám khảo Thanh Bạch. Ở đây cái yếu tố kết hợp và yếu tố thời gian đã được rút ngắn lại nhất để người cha đưa con đi học rồi con tốt nghiệp và nó được cách điệu bằng 5 tháng. Nhưng tất cả điều này sân khấu cho phép và được chấp nhận. Chú chúc mừng. Cảm ơn giám khảo Thanh Bạch. Mời Quang Lê. Chú nghe con hát là chú biết con nghe bài hát này từ ca sĩ nào rồi. Bây giờ chú đoán con có đúng không nha. Có phải con nghe từ cô Hương Lan không? Dạ. Tại cái bài này là bài của nhạc sĩ Tiến Luân mà chú rất là mê. Chú nghe cô Hương Lan. Tại vì chú cũng không có ba, chú rất là xúc động lắm. Có mấy cái nốt này chú thích là cha là vầng thái dương dạy cho con. Cái chữ cho con đó là chỉ có của Hương Lan thôi. Tiết mục của con là một trong những tiết mục mà chú đang rất là thích. Cảm ơn con. Cảm ơn giám khảo Quang Lê và chúc mừng con gái Wendy.